Xin chào tất cả các bạn nha. Thì đây là chiếc xe Winner V3 2023 nha các bạn. Thì xe này mình sẽ sử dụng cho công việc là làm thêm của mình, chạy ráp nè, đi đi phượt, đi chơi và làm những video về cái việc bảo trì bảo dưỡng xe Winner nha các bạn. Thì ở đây mình muốn giới thiệu đến bạn một cái kẹp điện thoại dùng để gắn điện thoại lên mình đi phượt chơi nha các bạn. Bình thường hồi xưa mình sử dụng một cái giá đỡ Motorwork nha các bạn, mua trên mạng thì đâu đó cũng là 320. Mình sẽ gắn vô chân gương, ở đây mình sẽ gắn vô chân gương nha các bạn. Mình muốn mở thì mình sẽ vặn hai con cái khóa ốc này mở ra và mình đó. Thì kẹp này mình đánh giá là nó chắc chắn, nhưng mà về tính thẩm mỹ thì nó mình thấy nó không có thẩm mỹ, sử dụng thì nó bị bất tiện quá. Thí dụ như mình chạy dịch vụ đi, đây cho bạn xem, mình chạy dịch vụ chẳng lẽ mỗi lần mà có đơn là mình phải mở này ra, mình chạy vô cửa hàng mình lấy đơn rồi mình đem ra mình siết lại, nó mất nhiều thao tác của mình quá nên mình không có dùng đến loại này nữa. Hiện tại bây giờ mình chuyển sang cái loại khác. Đây là cái mát Goro của mình nha, mình chế lại một chạm của mình thôi nè các bạn. Đó, rất là tiện lợi nha các bạn, cho các bạn xem đây. Mình thí dụ mình có đơn đây, mình lấy ra mình đi vô trong quán mình lấy đơn. Đó, việc sạc điện thoại cũng rất là dễ bạn. Đây là cái cổng sạc USB, mình kết nối với lấy điện thoại của mình ở đây thôi. Thì tùy theo loại điện thoại mấy bạn, là điện thoại nhỏ hay điện thoại lớn đều sử dụng được nha bạn. Nè, nó không có che khuất cái tầm nhìn, không có che cái mặt đồng hồ của mấy bạn đi nha. Thì đây là cái thiết kế dành cho xe Winner, rất là tiện. Mình dán lên chỗ cái mặt logo của Honda luôn mấy bạn. Tùy theo cái nhu cầu của mấy bạn là sử dụng cái đế Goro, đế cong hoặc là đế thẳng. Đế cong thì mình để dọc, hoặc là mấy bạn muốn để ngang thì mình xem cái đồng hồ nó để ngang nha bạn. Ở mặt điện thoại để ngang. Ở đây một bộ của nó nha bạn. Mình sẽ dùng cái keo 3M mình dán lên cái phần áo, cái phần nhựa của mặt đồng hồ xe mình luôn. Đó, đây cho các bạn xem keo 3M mình dán lên cái mặt đồng hồ xe, xong rồi đến cái mao cong. Đó, cái phần này là phần cố định với xe luôn, nhìn rất là gọn các bạn, thẩm mỹ. Cái này mình sử dụng lâu rồi, mưa nắng thì nó rửa xe đều không bị bong chóc nha bạn. Đến cái mica của mình, đó mình dán đây mica của mình. Rồi cái phần còn lại, mặt còn lại mình mấy bạn dán lên cái ốp nhựa. Đó, thế là mình được cái vị trí mình gắn cái điện thoại mình là để mình xem bản đồ, đi chạy dịch vụ hoặc đi chơi, đi phượt. Vị trí này nó cũng rất là tiện lợi nha các bạn, mình có thể là găm sạc đây luôn. Đó, nhìn nó gọn xe, hướng nhìn nó thẳng. Còn mấy bạn mà gắn ở vị trí chân gương thì nhìn nó hơi bị thô ra ngoài nha các bạn. Hiện tại mình đang có bán cái sản phẩm này nha các bạn, thì các bạn có thể đặt hàng trên Shopee. Một chạm thôi, mình sử dụng một tay một chạm, rất là tiện lợi, thao tác rất là tiện lợi nha các bạn.